Các bạn phía tôi. Các bạn phía tôi. Alarm 18, alarm 18. Cùng tham quan căn hộ mẫu 2 phòng ngủ vị trí nhé. Yeah! Xin chào, mời tao, mời tao. À? Đây là bên phòng ngủ phòng khách. Đây khu vực, đây là khu vực bếp. Trang bị hở tủ. Tiền cái nha. À, đó là phòng. Phải lưu ý. Đây có ban công, đặc biệt ở căn này thì có cái ban công. Chiều to không lồ, đây là phòng ngủ nha. Phòng ngủ master vẫn có ban công. Ban công là rộng là 6 mét. Ban công là từ đây phải có phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ mình sẽ ra ban công trực tiếp luôn nè. Đó. Tiếp ban công. Đây là. Đó. Xin mời nha. Wow. Khu vực căn này là thiết kế, khu vực này là để phòng giặt này nha. Đây là có một nhà vệ sinh lớn, rất là đẹp. Đây là ngôi nhà mơ ước của mình. Đây là ngôi nhà mơ ước của mình. Wow, hàng sáng sáng. Sáng sáng mình sẽ ăn sáng tại khu vực này nè. Đó, là ra đây, ra đây. Mình sẽ ra đây uống cà phê. Này, ngồi để uống cà phê này. Nhiều chiều quá. Em thấy đánh giá là cái dự án Pito Premier là bàn giao là chất lượng hoàn thiện, tốt và đặc biệt là bàn giao ở máy lạnh, là bàn giao máy lạnh nè và full bếp bao gồm là máy hút mùi, bếp và hoàn thiện phòng bếp như này. Chỉ có những cái khu vực này là tủ lạnh là không có này, máy không có. Đây là hiện tại chủ đầu tư đang demo cho một cái căn mẫu để mình có thể hình dung ngôi nhà tương lai của mình. Và đặc biệt riêng dự án Pito này là căn này là diện tích thật nha, bởi vì nó nằm ở tầng trệt tầng đế của dự án. Nên là ở những một số dự án của chú số chủ tư á thì họ làm cái diện tích căn màu á là nó thường thường nó sẽ lớn hơn khoảng 10-20% thực tế. Để khách hàng người ta xem vào á là gọi là nó thấy không gian lúc mình mua trong tương lai sẽ rộng, mình đến sẽ nhỏ hơn. Còn tại Pito Premier là chụp cái căn này mẫu này là nó làm thực tế ngay tại nhà luôn. Hành lang, phòng học, lối đi, phòng khách là tới đến từ chủ tư ngon hơn. Em là Minh Trí, mua nhà gọi Trí nhé. Cảm ơn ạ. Chào Thái Quý Thắng. Cả nhà mà có xem video mà có thương Minh Trí thì cho Minh Trí một like, một share và một subscribe YouTube của em nha. Cảm ơn cả nhà. Chào Thái Quý Thắng. Mua nhà gọi Trí nhé. Cảm ơn. Bye bye. Follow me, let's go. Hôm nay là em Trí sẽ giới thiệu cho cả nhà mình là căn 3 phòng ngủ của dự án Pito Premier với diện tích là 116m². Và nghe từ đầu ban đầu tiên vào mình sẽ có bàn giao một cái mặt thăng và một cái hở cửa trong cái 3 lớp của ban cường, bao gồm là 3 lớp bảo mật là từ này cơ này và vân tay này. Wow, follow me, let's go. Đấy, đá vậy nha. Một không gian rất là rộng. Wow, cực kỳ tuyệt vời. Chiều quá, bởi vì cái ban công này rất là rộng. Đó là chủ đầu tư có thể là thoải mái đề con. Và không gian của mình trong tương lai nó như một căn penthouse vậy đó. Đấy, khi mà chủ đầu tư bàn giao thì sẽ bàn giao full một cái hở bếp 100% như thế này. Đó, bao gồm tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng kích cường lực, bếp và máy mùi. Nói chung là đầy đủ, full option. Khu bếp chỉ không có cái bàn ăn thôi, và khu vực trong tương lai này bàn ăn mình để không để con, và chú tư hiện tại đang có để con một cái bàn 6 người rất là xịn. Và và khu vực ban công phòng khách rất là rộng. Hiện tại em cái phòng khách này thì bề ngang nó khoảng cỡ 4m, 3m rưỡi, và nó thông với một cái ban công. Đặc biệt ở đây chú tư làm cái ban công rất là cao và trang bị hệ thống là lem cửa, lem cửa máy xích rất là đẹp. Và đặc biệt khu vực này nè, đây là mới hay nè. Đây là khu vực máy hay này. Đây, đây là khu vực máy lạnh âm trầm. Rồi. Ok. À, đây là cảm nhận không gian phòng khách của và phòng khách ban công và khu vực phòng bếp thì nó rơi vào đó khoảng đâu khoảng 40m², rất rộng. Căn này là 3 phòng ngủ 116m². À, chủ tư hiện tại khi mà bàn giao khu vực này sẽ là bức tường nha. Nếu mà cả nhà mà thấy không cần chỉ sử dụng 2 phòng ngủ thôi thì cái này tường này mình có thể tháo ra luôn, bởi vì tường này chỉ xây được 10 thôi, rất là nhỏ. Đây, không gian chủ đầu tư đang để coi một khu vực, đây là một khu vực phòng làm việc. Và cùng theo chân em Trí đi vào phòng ngủ nha. Phòng ngủ master đẹp quá. Khi mà phòng ngủ master thì chủ đầu tư bàn giao là sẽ tốt của ban công. Đặc biệt ở đây là không gian ban công rất là rộng với hai lớp đa tầng nha. Ở khu vực chân chỗ này thì sẽ là kính cường lực cao ngang bằng như thế này.
cái view không gian này. Riêng cái căn này em để thấy cái ban công á, đó khoảng cỡ ban công của một master 6-7 mét vuông. À, cái ban công này dành riêng cho căn master thôi. Và ngay chỗ này thì cái này hiện tại không nhanh chóng, nhưng mà chiều sau mình sẽ bàn giao một hở khung nhôm sinh pha. Khung nhôm sinh pha này đang không gian công cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt căn này á là có cái nhà vệ sinh siêu to khổng lồ. Wow, nhà vệ sinh với bồn, bàn giao là bồn tắm nha, và các thiết bị vệ sinh rất là chuẩn, đến là của Toto hoặc là Hoppler được vô hơn tiêu chuẩn 3 cái đó. Và khu vực đây là đặc biệt em thấy tí thấy thích nhất trong cái thiết kế của chủ đầu tư Thăng Long ở dự án Kyoto Renier là lúc nào cái khu vực không gian giặt á thì chủ đầu tư cũng đưa vào trong tủ không gian cho một máy giặt và một máy sấy tốt lên luôn. Và một đây là mỗi nhà vệ sinh chung, bàn giao là full thiết bị từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đẹp lung linh như thế này được thì đúng nha. Và đây là không gian của phòng ngủ nhỏ, của phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ đây diện tích là chỉ là khoảng cỡ 8 mét vuông thôi, nhưng mà đã được có một cái ban công phòng này cho bé. Đặc biệt những dự án khác á, thì đa phần á, là ba phòng ngủ thì nó chỉ có một hoặc hai ban công thôi. Riêng ở dự án Fiato Premier là ba ban công, ban công phòng khách, ban công phòng ngủ master, và đây là một cái ban công thứ hai nữa của phòng ngủ nhỏ. Cái ban công này thì đặc biệt là như thế nào, hôm nay chiều sau mình có thể dành cho bé. Hiện tại chủ đầu tư đang demo là một cái phòng cho một bé này với cái tông màu hồng và xanh rất là bắt mắt. Khu này mình nếu mà có hai bé mình sẽ làm giường hai tầng. Và đặc biệt khi mà những dự án, những cái dự án nào mà có ban công phòng bé mà nó có ban công như thế này á, thì sẽ ánh sáng mặt trời rất là nhiều, thì giúp cho con trẻ mình sẽ ít bị cận. Đặc biệt khi mà ánh sáng nhiều á, thường thường bây giờ là con trẻ hay bị cận là do ánh sáng, đó là do ánh sáng, là ánh sáng nó không đủ. Nó lúc ấy lệch trước, lệch trước. Nhà thấy không gian phòng này, căn ba phòng ngủ như thế nào, đẹp nha, 116 mét vuông. Thật sự là ở khu vực thành phố Thủ Đức rất là ít các chủ đầu tư mà thiết kế những cái căn mà diện tích lớn như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thiết kế lớn mà đơn giá cao nữa, dự án cao cấp mà, thì sẽ rất là khó bán. Nhưng mà chủ đầu tư họ vẫn thiết kế, vẫn làm như thế này. Vì cái phân khúc mà khách hàng mà tìm cái chọn mua căn hộ cao cấp tại khu vực thành phố Thủ Đức thì lại rất là nhiều. Căn hộ hàng sang 4-5 tỷ là bây giờ khá là bình thường. Nhưng mà căn 3 phòng ngủ thì với diện tích 116 mét vuông hiện tại là nó đang rơi vào khoảng có 7 tỷ. Còn căn 2 phòng ngủ 80 mét vuông kia là nó khoảng cỡ 44. Em thấy cái giá nó cũng tương đối khá là mềm so với thực tế hiện tại. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chào thân ái, quyết đấy. Em làm được trí, nhà gọi đi nhé. Cảm ơn. Bye bye.